Xin chào anh em nha, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình ha. Thì hôm nay mình đây mình chia sẻ về vấn đề cho anh em ha. Thì anh em comment hỏi, thì anh em hỏi như đi trái 56 có dời bù gông không, hoặc là đi trái 58 có đi hàng lóc không nha anh em. Thì bữa nay mình có nhận cục máy của anh thợ gia công phục hồi lại ha. Thì chuẩn bị mình giao thì mình quay mình chia sẻ cho anh em thì có nên hàng lóc không nha anh em. Thì trái này là bữa nay mình làm cho anh thợ này là trái 58 ha. Đó. Thì đây nè anh em. Đây là cái lóc giữa ha, lóc bơm nhất G nha anh em. Đây lóc này lóc lâu ha. Thì trái 58 á thì anh em chỉ có hàng một bên rồi nha anh em. Anh em chỉ hàng một bên, đây là anh em móc ra dời bù gông chỉ có bên một cây thôi ha, dời nhẹ ra anh em. Đó, giờ nhẹ ra thì anh em hàng một bên nó thì anh em móc lại ha. Cái này thì gia công nhẹ hơn mấy cái lóc của 62 nha anh em. Lóc 62 thì anh em đắp đây ha, đắp đây nó gia công là anh em móc cho rộng hơn thì nó nặng hơn nha anh em. Đó, dên này xe này đi tới 58 mà đi dên có dên phiêu 1 anh em ơi. Dên phiêu 1 này, dên này mình chỉ ép dên và thay mặt đạn hả anh em. Đó. Xe này nói chung là đi cho nó có hơi thôi nha anh em. Xe này nói chung là đi ba mặt lỡ ha. Thì nói chung anh em đều biết cái bài dân lớn ba mặt lỡ ha. Dân lớn ba mặt lỡ thì đi sinh cam 86 anh em, đi nhông 14 và 28. Nó thì cái bài này anh em nói chung là anh em thợ thường xuyên làm ha. Nhưng mà có cái bài này có một cái đọc là anh em đi, anh thợ này anh đi tới 58 lần nha. Đó, thì cái lốc số nè anh em, lốc số của 62 thì anh em hàng bên đây ha, hàng đây thì móc đây giờ cho nó rộng ra. Còn lốc này thì chỉ hàng một bên ha, rồi bù gông một bên nè đối với tới 58. Còn như 56 thì anh em có thể móc cổ lốc thẳng luôn, khỏi cần hàng luôn nha anh em. Nó móc cái cổ lốc thẳng luôn thì anh em móc cái ra khoảng 58 hoặc giữ lắm 59 rồi ha, thì anh em đóng sơ mi vô cái lòng, nó đóng sơ mi vô lòng anh em. Trái này trái 58 nè anh em, trái 58 ha, trái ngắn ha. Đây cái lồng nè, lồng nè anh em. Lồng này thì đường kính ngoài tới gần 61 nha anh em. Gần 61 ha. Thì trái 58 này thì mới phục hồi lại cho ảnh rồi. Thì bây giờ chỉ còn vớt đầu bê tông nữa là mình giao anh em ơi. Còn cái đầu nè, đầu bò nè anh em, đầu bò thì quá đẹp luôn nè. Đi số ấp 24, 28 đó, giả quá đẹp luôn, số ấp ATE luôn anh em. Số ấp này xài cực kỳ bền luôn nha anh em. Đó, anh em nào có làm xe thì anh em đi số ấp này nó rất bền ha. Đó, xe này thì nói chung là anh thợ không biết anh đi cam gì, nhưng mà theo mình anh em đi bền, anh em đi cam khoảng 7 ly 2 trở lại là nha anh em. Chung em đi cao quá thì nó chạy nó không bền ha. Chung xe này anh thợ này anh làm là đi cho có hơi có lực đó nha anh em. Có lực thì anh em đi dên ha, còn đi có hơi thì anh em đi đầu lòng ha. Đó thì qua video này mình chia sẻ cho anh em biết để nhiều khi anh em điện anh em hỏi ha. Đó, chứ cái anh em thấy như mình lên lớn vậy thì mình phải cần làm cái gì. Nó thì anh em nếu mà đi 58 thì anh em phải hàng lóc ha, hàng lóc. Còn hàng lóc là cái bắt buộc, nhiều khi mình lên mình phải hàng, mình dời cái đũa này ra chút xíu nè anh em. Đó. Này của anh em thợ nha anh em. Thì mình chỉ làm vậy, mình phục hồi lại như vậy thì mình sẽ giao cho anh thợ. Thợ về anh gáp thì mai mốt ảnh lên thì mình mượn xe mình test thử cho anh em xem cái dàn hơi đó ha. Thì nói chung phải mình gấp tại đây thì mình test cho anh em xem luôn ha. Đó thì mình làm đồ cho thường làm cho anh em thợ không anh em. Nói chung mình ít làm xe làm tại chỗ lắm. Đó, thì anh em thợ yêu cầu làm gì mình làm đấy. Anh em nhiều khi anh em thấy làm vậy không làm, nhưng mà ở đây mình làm theo yêu cầu của anh em thợ không nha anh em. Đó thì anh em
thấy hiểu ha. Rồi bây giờ mình xin phép chào anh em nha.